Đêm nay là đêm cuối do gia đình mình ở chơi tại Ottawa. Năm nay là ngày 25 tháng 12, ngày Giáng sinh, cho nên là hầu hết là các cái cửa hàng rồi là đóng cửa hết. Thì bây giờ là mình đang ở khu Lansdowne, là một cái khu hay công viên rồi phức hợp rồi trò chơi vân vân, rất là nhiều những cái địa điểm để cho cái gia đình hội khách du lịch tham quan. Bây giờ đang ở ngoài, đang là âm 3, không có quá lạnh. Mình đọc ở trên mạng thì mình thấy là cái tòa nhà này nó tên là Aberdeen, thì được dùng để giống như tổ chức sự kiện với cho các cái mục đích phục vụ cộng đồng. Ở đây có rạp chiếu phim nữa nè. Ê, có cái khăn quàng, nếu mà muốn chùm cái chân có khăn quàng chùm. Mình chỉ là sợ lạnh á, là sợ lạnh. Trời ơi, đẹp quá. Wow, đẹp quá. Từ từ nha, anh ơi, trơn lắm á nha. Ngày hôm nay trên đường nó có mấy cái chỗ nó đóng băng á. Bây giờ tụi mình đi sâu vào phía trong là có rất là nhiều đèn đẹp luôn. Quá trời đẹp, trời ơi. Anh ơi, có bên kia nữa kìa. Ý, có chụp với cái chữ này ấy. Ờ. Chụp giùm em với cái chữ giùm em. Quá đẹp. Bây giờ mình đi sâu vô trong nữa. Trời ơi, ở trong mới là công viên, xong rồi cây họ treo đèn nhiều, rất là đẹp. Cũng không có dám quay nhiều tại vì điện thoại mà cầm trời lạnh á. Trơn nha. Pin nó tuột rất là nhanh. Dạ, em cũng đang đi cẩn thận đây, thấy ghê quá không? Nó đóng đá vậy á. Dạ. Nó là trơn. Thì pin nó lạnh quá, sập nguồn đi. Đây. Đấy, bên đây có sân trượt băng nữa. Anh chụp cho em với cái cây này được không? Ở đây. Phía bên đây là có sân vận động. Trời ơi, nó đã quá. Ở đây cũng vui nhiều quá. Mình mà có mua mấy cái mình mà đem mấy cái miếng cái tấm ấy chuột đi ta, cái tấm để mà chuột chút đi ra ngoài xong rồi đi vô cổng chính của sân vận động, đẹp quá à. Thì đó, bởi có cái tấm chuột ăn à, góc bên đó là sân vận động, còn bên phía bên này là sân trượt băng. Bây giờ mình đi qua phía bên này. Mình thấy coi cái gì đi ra lại đó. Đi qua bên chỗ sân trượt băng. Vậy ba mẹ ra xe nha, con đi tiếp. Ủa vậy nãy mua vé uổng vậy. Mấy giờ? Bây giờ mấy giờ con? Trời ơi, ông tình chơi trượt băng đã quá. Mình không biết trượt mà cũng chưa có giày nữa. Đã ghê. Cái này mình đứng thăng bằng sao? Là... Tập cái này nhanh không? Mới là tập mấy ngày là được. Nếu mà đi đứng thăng bằng hơi thì giỏi lắm. Còn được như tụi nó mà mình chạy đua thì lâu. Cũng phải chạy vậy. Chạy ra chấp dãy rồi. Té dập mông vài lần. Đó, nhìn bé này đó. Trời, nhóm thật hay. Mấy thằng này chưa? Mấy thằng này chơi hockey cho nên đi vui ha, ông này có vẻ chưa quen.
con bé nó dễ thương quá. Hình như mẹ nó dắt nó đi. Rồi nó kéo ổng rồi. Ừ. Nó kéo ổng, kéo ổng lại nó luôn á. Bản đồ của cái công viên lên sao nè. Coi nhờ trường học rạp phim công viên rồi cửa hàng. Cái này là mùa hè là người ta bán chứ đi chợ ở trong không. Bây giờ mình đang từ chỗ cái sân trượt băng đi bộ qua bên sân vận động. Em mình nói là mùa hè nè. Em mình nói mùa hè là mấy cái xem những cái chỗ này là những cái quầy thức ăn và rất là vui. Năm nay thì do dịch ấy, cho nên là không có đông người lắm. Đi ra phố rồi. Đây cũng công ty ha. Đây. À, tụi mình đi bộ qua phía bên cửa sân vận động. Đối diện có mấy cái tòa nhà chung cư khá là mới. Mình đi ra nè. Dạ, coi. Hút thuốc. Thấy anh. Có hả? Thấy. Phải quay thấy cái đồ chụp. Trời, cái này nhìn ngầu quá anh. Giống như cái máy. Trời đẹp quá. Có cái cầu đó đẹp không? Cái đèn. Không có cái cầu nữa, cái đèn. Này bao nhiêu ta? 10.000 không? Chắc 10.000 đâu. 10.000 chỗ. Thì phát tác cho 25. Mình đi ban đêm á cho nên là không có thấy được hết cái độ hoành tráng. Tráng dài. Ê, tính ra cái đằng sau á, coi cái đèn nó đẹp hơn hả? Đây xa hoàng quá. Tạm biệt sân vận động. Mình đi vô coi cho biết cái cổng. Mùa đông. Chưa, mình quay phim rồi. Thôi được rồi, quay quay cái đó lên. Thôi đi về. Đường xá bóng tăm. Cái khu này mà ban đêm mà đi an ninh không? Khu này an ninh. Mấy cái tòa ở đây đẹp không? Mà mấy cái này xây như cái hộp á, không có giống cái nhà nào. Chỉ có mấy cái căn màu xanh 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 ở trên cao đó đó. Nhìn đẹp. Mình quay la ra lại chỗ nhà thờ Đức Bà nè. Mình thấy hôm nay thứ bảy thì lễ lúc 5 giờ chiều. Bây giờ thì khuya rồi mà vẫn quay ra đây về nhà thờ lại lần nữa. Đối diện với bên nhà thờ là bảo tàng. Bảo tàng tranh nghệ thuật quốc gia. Ở đằng trước nó có con nhện. Có một cái con nhện rất là to. Tại đây hôm bữa mình có đi qua đây một lần rồi nhưng mà bữa tối. Đi lên trên đây. Đây. Quanh nhà thờ. Đèn rất là đẹp. Tay mình ngắn nó không có thấy lên được hết. Viện bảo tàng là bên đó hả Quỳnh? Dạ bên đó là viện cái bảo tàng tranh. Ô, chồng mình chạy qua bên kia đường để chụp lấy được hết cái nhà thờ chắc mình cũng phải bắt chước quá. Đây. Nhà thờ Đức Bà. Tiếc, rất là tiếc là không có vô được phía bên trong. Giờ mình băng qua đường, đường vắng lắm. Vắng lắm luôn. Quá đẹp.
vàng chanh. Đây, bảo tàng chanh. Hôm nay là Noel cho nên là các bảo tàng là đóng cửa hết. Mình thấy có mấy người họ vào nhà thờ mà cổng chính thì khóa rồi, xong mình thấy có treo biển nói là đi vào được cổng bên hông, thì cổng bên hông là ở bên đây mà không biết là có vô được hay không. Đây nó cũng không được luôn, còn một cái cửa lối vào bên đây nữa. Nghi quá, mình nghi quá, chắc không vô được đó. Bên hông nó cũng không được luôn. Giờ mình đi ra cửa sau. Anh nghĩ vô được không? Không phải được. Thôi nhưng mà nếu không có lối phía sau thì sao? Không có lối phía sau thì mình đi vòng đi về thôi. Không, mình đi về phía chú tại vì hiếu luôn rồi đó. Đúng rồi, thì bây giờ mình đi cái này, cái bãi đậu xe của nhà thờ nè. Ê, có thể không, không hy vọng lắm tại vì thấy tối quá. Mình, ừ. Mình thấy có cái lối đây nè. Ồ, đây có cái cửa nè mà không biết có khóa không nữa. Đây lớn chị. Đây có cửa nè nhưng mà để xem coi. Dạ, cửa này có quẹt thẻ rồi. Không được rồi. Không được, này không cho vô. Bên đó là khi nào? Cửa bên kia cũng khóa luôn rồi. Thôi đi ra đi. Đi ra đi. Rồi hết đi. Hết hy vọng. Cửa nào cũng có khóa. Không phải là khí, chú tài hiểu luôn. Dạ. Đi vô gì nữa. Ba cửa bên hông, một phía bên kia. Hy vọng le lối cuối cùng. Thôi. Xin hẹn một ngày khác mình sẽ quay lại. Không được.